Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau ở môn toán, bộ đề thi thử trung học phổ thông quốc gia. Chúng ta tiếp tục làm đề thi thử trong bộ đề này. Những đề trước thì đã có rồi nhé, em cố gắng xem. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm đề của Sở Vĩnh Phúc, khảo sát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 lần 2, môn toán 90 phút, mã đề là 207. Chúng ta đến với câu số 1. Đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 cộng 1, cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng. Lưu ý cắt trục tung thì x bằng 0 nhé, nhưng bạn không biết cái này đâu. Được không? Cắt trục tung là x bằng 0. X bằng 0 thì y bằng 1. Câu 2, đạo hàm của hàm số y bằng 9 mũ u. 9 mũ u đạo hàm thì bằng u phẩy nhân 9 mũ u và nhân log nepi u. Được không? U phẩy a mũ u log nepi của a. Mà thằng này phẩy thì được là 2. Nha, thằng này đạo hàm được 2. Như vậy đáp án là câu B. Nhưng mà gần như là các bạn quên công thức và đạo hàm, cho nên chúng ta cần phải bấm máy. Bấm máy nhé. Đầu tiên là đạo hàm 9 mũ 2 alpha x cộng 1 tại 5 nhé, ra 1.37 nhân 10 mũ 11 nha. Bây giờ thì bấm câu B nhé. 2 nhân 9 mũ 2 alpha x cộng 1 nhân log nepi của 9 tại 5 kết quả bằng nhau là được. Câu 3, rút gọn biểu thức. Bạn có thể tính nhẩm hoặc bạn bấm máy tính đều được ha. 2 cộng 1 là 3. 3 trừ cho 2y là 1y. 3 cộng 1y. À. Được không? Có thể mở menu 2 ra bấm cũng được nghe. Hai cộng 3y cộng 1 trừ 2y bằng 3 cộng y. Cho cấp số nhân UN có số hạng đầu U1 bằng 3, công bội Q bằng trừ 2, tìm số hạng U2. U2 thì bằng U1 nhân Q. U2 bằng 1 nhân Q. Nhớ học thuộc công thức cấp số nhân, cấp số cộng nhé. Câu này rất dễ, nhanh ra một câu rất dễ. Nhưng mà nhiều bạn kêu là có một câu thôi bỏ cho rồi. U1 là 3, 3 nhân trừ 2 là trừ 6. Câu 5, cho khối trụ có chiều cao h, bán kính đáy bằng r, thể tích v của khối trụ. V trụ thì bằng pi r bình h. Được không? X đáy nhân chiều cao pi r bình h. Hoặc là pi r bình l đều được nhé. Câu số 6, cho khối lăn trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy có BB phẩy bằng A. Đáy ABC là tam giác vuông cong tại B. PA bằng BC bằng A. Tính thể tích V của khối lăn trụ đã cho. Nhưng mà để làm được hình thì chúng ta cần phải vẽ hình. Bạn nào tưởng tượng tốt là có thể làm ra luôn rồi đó. Còn đối với phần đông thì phải vẽ hình. Tam giác vuông cong tại B. Được không? Tam giác vuông cong tại B. BA bằng BC bằng A. Và BB phải là cũng bằng A luôn. Và V lăn trụ. V lăn trụ thì bằng x đáy nhân chiều cao. Đáy là tam giác vuông. Diện tích tam giác vuông thì bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông.
nha. 1 phần 2 tích 2 cạnh góc vuông là 1 phần 2 A nhân A. Chiều cao cũng là A luôn. Như vậy nó là A lập chia 2. B. Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho mặt phẳng P, một vector pháp tuyến của mặt phẳng P là vector pháp tuyến là lấy hệ số trước XYZ nhé. 1, 2, 3. Câu 8. Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau? Nhìn hình dáng thì đây là hàm bậc 3. Thì loại câu A với câu C. Ngoài ra nhắm bên phải đi lên thì A dương, loại câu bò, chọn câu D. Câu 9. Xét hàm số y bằng x trừ 1 chia 2 x cộng 1 trên 0, 1. Khẳng định nào dưới đây đúng? Tìm min max nhé. Min max thì chúng ta dùng menu 8. Menu 8 alpha x trừ 1 chia 2 alpha x cộng 1. Bắt đầu thì là 0, kết thúc là 1. Và bước là 1 chia 2 9. Bây giờ thì min trước nhé. Min đang là trừ 1 nghe. Min đang là trừ 1. Anh đang tăng. Và max là 0. Được không? Min là trừ 1, max là 0. Min là trừ 1, max là 0. Như vậy đáp án sẽ là câu B. Câu 10. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số y bằng fx có tất cả bao nhiêu điểm cực trị? Điểm cực trị là đỉnh núi với đáy sông nhé. 1 nè, 2, 3. Họ nguyên hàm của hàm số y bằng 3x bình. Số 3 thì viết lại. Nguyên hàm của x bình là x mũ. X mũ 3 chia 3. 3 rút gọn cho 3. Như vậy chỉ còn là x mũ 3 thôi. Câu D. Được không? 11D. Chúng ta cũng có thể bấm máy nguyên hàm như sau. Bấm nguyên hàm thì bấm ngược lại với đạo hàm nhé. Cái D thì chúng ta côn 3x bình côn 5 bằng 75. Chúng ta sẽ đạo hàm của cái đáp án nha. Bằng 75. Câu 12. Cho biểu thức B bằng logarit cơ A của B mũ 3 cộng logarit cơ A mũ 3 của B mũ 6. Trong đó ABC là các số dương tùy ý, A khác 1. Khi đó mệnh đề nào dưới đây đúng? Thầy sẽ bày bạn tính tay trước nhé. Sau đó thầy bày bạn bấm máy sau. Câu 12. Ở đây có mũ thì bay ra trước. 3. Mũ thì bay được. Chúng ta đổi mũ gì đó. Có thể bay. Cộng. Mũ thì bay ra trước. Mũ trên thì bay ở trên. Mũ dưới thì bay ở dưới. Được không? 6 chia 3 là 2. 2 cộng 3 là 5. 5 logarit của A của B. 5 logarit của A của B. Câu C. Rồi bấm máy thì bấm như thế nào? Bấm máy thì bạn cho đại số thôi. Bạn cho ví dụ cho A bằng 2, B bằng 3 nhé. A bằng 2, B bằng 3 nghe. 2, 3 mũ 3 mũ 3 cộng A bằng 2, 2 mũ 3. Còn cho B là 3. Được chưa? Cho B là 3. Bằng 7,92. Sau đó bấm đáp án, cái này giống là được. Vậy thì bấm câu C luôn nhé. 5 logarit cơ 2 của 3. Tất nhiên nó phải là cùng đáp án rồi. Được không? Rồi. Trong không gian với hệ trục OXYZ cho mặt cầu có phương trình tâm y của mặt cầu, mặt cầu đã cho. Tâm của mặt cầu là đổi dấu trong này nhé. Phương trình mặt cầu có dạng là x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình cộng z trừ c tất cả bình bằng r bình nhé. Đổi dấu trừ 1 thì thành 1. Cộng 3 thành trừ 3. 1 trừ 3 0.
Được không? 1 trừ 3, 0. 14. Phương trình. Phương trình này bạn xếp xôn cũng được, hoặc giải tay đều được nha. Ở đây là 3 mũ 2x trừ 1. Thằng này 3 mũ không ghi là 3 mũ 1 nha. Như vậy 2x trừ 1 bằng 1. Chuyển qua là 2. 2x bằng 2, x bằng 1. Bạn có thể nhập vô xếp xôn nhé. Từ xếp xôn giùm thầy. Tìm tập xác định D của hàm số y bằng x trừ 5 mũ căn 5. Căn 5 là không nguyên. Không nguyên thì điều kiện là cơ số phải lớn hơn. Lớn 0. Nhà cơ số lớn 0 thì x sẽ lớn 5. X lớn hơn 5 D. Câu 16. Tìm họ nguyên hàm của hàm số MU. Y mũ AX cộng B á, thì nó bỏ ra là Y mũ AX cộng B và chia thêm A nữa là được. C. Rồi. Rồi. Bấm nguyên hàm. Alpha Y mũ 2 alpha X cộng 1 cun tại 5. Thì ra là 5, 9, 8, 7, 4. Bây giờ bấm đạo hàm của câu C nhé. 1 phần 2 nhân alpha Y mũ 2 alpha X cộng 1 tại 5. Được chưa? 5, 9, 8, 7, 4. Câu 17. Cho hình chóp có chiều cao H bằng 3, diện tích đáy B, V chóp bằng 1 phần 3 x đáy nhân chiều cao. 1 phần 3 B nhân H, 4 nhân 3. 3 rút gọn 3 thì còn 4. 18. Số cách chọn hai học sinh bất kỳ từ 6 học sinh, chọn ngẫu nhiên hai học sinh là C. C là tổ hợp nhé. Câu 19. Cho số phức Z thọ mạng. Tìm điểm biểu diễn M của số phức Z ngang. Như vậy Z sẽ bằng rút Z ra. 1 cộng 5Y chia cho 3 cộng 2Y. Menu 2, bấm máy tính thôi mà. 1 cộng 5Y chia 3 cộng 2Y bằng 1 cộng Y. Như vậy Z ngang đổi dấu đi thì là 1 trừ Y. Như vậy tọa độ của nó sẽ là 1 trừ 1. 1 trừ 1 A. Câu 20. Trong không gian với hệ trục OXYZ, biết phương trình đường thẳng D đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng P. Đường thẳng mà vuông góc với mặt phẳng thì vector chỉ phương là vector này luôn nghe. Vector chỉ phương là 1 trừ 2 trừ 1 luôn nghe. 1 trừ 2 trừ 1. 1 trừ 2 trừ 1, 1 trừ 2 trừ 1, 1 trừ 2 trừ 1. Như vậy loại câu D. Bây giờ cái điểm đi qua là điểm 1, 2, 1. X trừ 1, Y trừ 2, Z trừ 1. Bò. Rồi được 2 trang rồi đó. 4 trang nữa thôi. Rồi. Tự tin quá, đi thi tự tin quá. Câu 21. Cho A là số thực dương khác 1, khác 0 và 1. Xin lỗi, cho A là số thực tùy ý khác 0 và 1. Biểu thức A mũ 3 rồi thêm mũ 2 nữa. 3 nhân 2 thì được. Nhân phải cộng đi. 3 nhân 2 thì được 6. 22. Trong không gian OXYZ, viết phương trình mặt phẳng P đi qua điểm P và vuông góc với D. Thì cái bài toán này nó ngược với toán lúc nãy nghe. Mặt phẳng mà vuông góc với đường thì vector pháp là lấy luôn cái thằng này nhé. 4 5 trừ 3 được không? 4 5 trừ 3. 4 nhân x trừ 2 cộng 5 nhân y trừ 1 trừ 3 nhân z cộng 3 bằng 0 được không? 4 nhân x trừ 2 cộng 5 nhân y trừ 1 và trừ 3 nhân z cộng 3 bằng 0.
Rồi, sau đó thì nhân vô nhé, đó là 4x trừ 8 cộng 5y trừ 5 trừ 3z trừ 9 bằng 0. 4x cộng 5y, ghi ra này, 4x cộng 5y trừ 3z trừ 8 với là trừ 9 nữa là trừ 17, trừ 5 là trừ 22. Trừ 22 thì là câu D. Hai mươi ba. Tập nghiệm T của bóc phương trình logarit. Đầu tiên thầy chuyển cái số 1 này qua logarit cơ 2 của x cộng 5 bé hơn bằng 1. Sau đó là thầy sẽ lấy mũ lên nhé, lấy mũ lên và phải kẹp thêm cái điều kiện là x cộng 5 phải sao, x cộng 5 phải lớn hơn lớn không điều kiện của logarit và x cộng 5 phải bé hơn bằng 2 mũ 1 là 2. Được chưa? Như vậy thằng này là x lớn hơn, x lớn hơn trừ trừ 5 và x sẽ bé hơn bằng trừ trừ 3, lớn hơn trừ 5 bé hơn bằng trừ 3. Có bằng là ngọt vuông. À, 24. Cho số phức Z bằng 2 trừ 3 y. Tính mô đun của số phức Z. Mô đun của Z sẽ bằng căn bậc 2 của hoàn bình cộng tung bình. Tại vì bình rồi cho nên thầy chỉ lấy số dương thôi nghe. Còn lấy số âm chi nghe. Bình mà. Số âm cũng móc thôi. 3 bình là 9. 2 bình là 4. 49 là 13. Bạn cũng có thể bấm máy tính nhé, bấm cái thằng ship mở ngọt á nhé, bấm menu 2 ra đây nè, ship mở ngọt 2 trừ 3 căn 13, cho hàm số y bằng 7 trừ 1 phần 2 cộng 1. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là, tiệm cận đứng là cho mẫu bằng, mẫu bằng 0, mẫu bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 1 phần 2. Câu 26. Cho tích phân từ 0 đến pi chia 2 của fx dx bằng 3. Tính y bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2 của fx cộng 3 sin x. Như vậy tích phân của tổng thì bằng tổng các tích. Tích phân từ 0 đến pi chia 2 của fx dx cộng tích phân từ 0 đến pi chia 2 của 3 sin x d d x 3 sin x d x. Bấm ra 0 đến pi chia 2 tích phân của 3 sin alpha x từ 0 đến pi chia 2. Và lưu ý là phải để máy tính ở chế độ gì, đơn vị, để đơn vị là radian nhé, đơn vị là radian nghe, để độ là sai nghe, bằng 3. Như vậy cái cục này là 3. Nghe cục này là 3. Cục này là 3 nữa. 3 cộng 3 là được 6. Hai mươi bảy. Trong không gian với hệ trục OX DZ cho hai điểm AB, tìm tọa độ điểm Y thỏa mãn. Rồi gặp bài này là nhiều bạn bí rồi, chắc luôn. Tại vì bạn rất ít gặp câu này cho nên bạn không có biết làm, bạn cũng không biết kiểu tư duy nữa. Đầu tiên thầy sẽ tính gì trước? Vector IA, vector IA là lấy A trừ Y nhé, 1 trừ X đây, 2 trừ Y và trừ 1 trừ trừ Z. Được chưa? Tiếp theo là tính 2B nhé, 2B. Số 2 thì để ngoài. IB là lấy B trừ 2 trừ X. Trừ 1 trừ y và 3 trừ trừ z cộng lại thì bằng 0. Cộng lại bằng 0 có nghĩa là chúng ta sẽ có điều gì? 1 trừ x cộng cho 2, 2 trừ x bằng 0. Rồi 2 trừ y cộng cho 2 nhân phân phối vô á, trừ 1 trừ y bằng 0. Rồi trừ 1 trừ z cộng cho 2
3 trừ z bằng 0. Và chúng ta sẽ tìm được x, y, z. Xíp xôn thôi nghe, xíp xôn thôi. 1 trừ x cộng 2 nhân 2 trừ alpha x. Đây. Xíp côn ra là 1.666, được không? Bạn muốn biết nó bao nhiêu thì bạn store thôi. 5/3, được không? 5/3, 5/3 nhé, 5/3. Rồi, bây giờ tiếp tục là bấm cái dưới. Đây. Bạn cũng ship côn luôn. À, bằng 0. 5/3 rồi tới 0. Rồi 5/3 rồi tới 0. Đáp án đúng là cậu C. Khỏi tính, khỏi tính nha, tại vì chỉ có một đáp án C thôi. 5/3 đến 0. À, cho hàm số y bằng fx, các bạn biến thiên như sau. Hàm số để cho đồng biến trên khoảng này dưới đây. Đồng biến là đi, đi lên từ 0 đến dương vô cùng. À, đi xuống đi lên, trừ 1 đến 0, đi lên đi xuống, âm vô cùng đến trừ 1, đi, đi xuống, trừ 1 đến 0, trừ 1 đến 0 đi, đi lên. Đồng biến, nghịch biến là đi lên nhé. À, xin lỗi, đồng biến là đi lên, à, y phải dương. Tính tích phân, cái này dễ quá, cái này thì chúng ta làm gì? À, bấm máy thôi. Nói nhiều bạn là bấm máy đi mà bạn cũng không biết bấm nữa. 0 đến 2. À, 0.51. Rồi tới đây nhiều bạn hỏi là làm sao nữa thầy? Thì bấm từng đáp án ra, cái nào được 0.51 thì chọn. Nghe. 0.51 thì chọn. À, logarit 5 chia 3. Logarit cơ, không ghi cơ số là cơ 10. Đây, được chưa? À, mấy cái phân số thì không đúng rồi nè. Lóc này bi của 5 chia 3. Đấy, 0.51 nghe. Lóc này bi. Như hàm của một phần là lóc này bi. Chắc chắn là lóc này bi rồi. À, cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình. Mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. Thì muốn biết đúng hay sai thì mình đạo hàm nó ra. Đồng biến nghịch biến mà. Y phải bằng 3x bình trừ cho 6x bằng 0. Thì sẽ ra hai nghiệm là x bằng 0 với x bằng 2. Thì chỉ cần vẽ hai dòng thôi nhé. X y phải âm vô cùng, dương vô cùng. Ở đây là 0 và ở đây là 2. 0, 0. Bên đây là dấu, dấu cộng. Bên đây là dấu trừ và đây là dấu, dấu cộng. À, nghịch biến từ 0 đến 2. Từ 0 đến 2 y phải âm nghịch biến đúng rồi. Khỏi soi mấy câu kia. Mình soi lần lượt ABCD nghe. Rồi 30 câu. À, 31. Cho hình lập phương ABCD F', B', C', D'. Tính góc giữa CD' và AC'. Như vậy chúng ta cần phải vẽ được cái hình lập phương. Vẽ được hình lập phương. Rồi nói chung là hình là có nhiều bạn ít được học lắm. À, đa số là chúng ta học số thôi. A, B, C, D, A phải, B phải, C phải và D phải. Thầy vẽ bút đỏ cho dễ nhìn. À, C, D phải, C, D phải, C, D phải là đường này. C, D phải. Với lại là A, C phải, A, C phải. Đây, CD phải và AC phải. Ủa vậy cái này khó chứ? Được không? Khó mà. Ủa không? CD phải và AC phải. Nó không có chung. Bây giờ thầy cứ kiếm đường song song thì rép vô nó cũng không chung luôn. Được không? Đây. Nếu mà CD phải mà nó song song với lại là A phải B á,
thì nó cũng đâu có chung. Đưa âm song song này. Này không cắt nhau luôn nghe, đây không cắt nhau luôn nghe. Đây là chiếu nhau á. Nhưng mà tưởng là nó cắt nhau. Được không? Ui, nó không chung thế thì làm sao? Hả, nó làm thì làm sao? Không có chung. Thì khả năng lớn nhất đó là góc giữa chúng bằng bao nhiêu độ? Bằng 9 90 thôi. Góc giữa chúng bằng 90 thôi. Bao 90 luôn, nghe chọn trước rồi trình bày sau. Mấy cái bài mà không xác định được góc là chắc chắn là góc là 90 rồi. Rồi bây giờ thầy sử dụng tích vô hướng để chứng minh nhé. CD phải nhân với lại AC phải. Được không? Ổn không? Ổn nghe. Rồi CD phải thì CD phải thì thầy giữ nguyên đi ha. Nghe CD phải thì giữ nguyên đi. Còn AC phải thì chèn điểm D vô là AD. Này khó với rất nhiều bạn hết chứ. Khó. Bằng CD phải nhân nhân phân phối vô cộng CD phải nhân DC phải bằng CD phải nhân AD. CD phải nhân AD mà chúng ta có AD vuông góc với mặt sau rồi thì chắc chắn nó sẽ vuông góc với đường CD phải, cho nên thằng này là không. CD phải nhân DC phải, CD phải nhân DC phải, đây là hai đường chéo của hình vuông thì cũng vuông góc luôn. Như vậy là tích vô hướng bằng không thì suy ra hai đường nó vuông góc. Cái này là thuần về lớp 11 học kỳ 2 này, đầu học lớp 12 á. Chứng minh hai đường vuông góc bằng vectơ á. Các bạn nhớ không? Thầy làm hơi tắt mấy chỗ này nghe. Này là hai đường chéo của hình vuông. Còn thằng này là vì thằng AD nó vuông góc với mặt phía sau. Rồi. Cho hình trụ có bán kính đáy R bằng 5, khoảng cách giữa hai đáy bằng 7, khoảng cách giữa hai đáy là h nhé. Diện tích xung quanh của hình trụ, S xung quanh của hình trụ thì bằng 2pi RH bằng 2pi, R là 5 và h thì là 7. 2 nhân 5 là 10, nhân 7 là 70. Tìm phần ảo của z ngang, biết cái câu này thì giống câu lúc nãy rồi, z bằng rút z ra. Nguyên cái cục này chia cho 1 trừ y, 1 cộng y, 3 y, chia cho 1 trừ y. Menu 2, 1 cộng y, 3 y, và đem đi chia cho 1 trừ y, bằng, rồi xong luôn, nhân, bằng trừ 3, bằng trừ 3. Z bằng trừ 3 thì z ngang cũng thế thôi, z ngang thì vẫn là trừ 3 thôi, đổi dấu trước y mà. Phần ảo thì là không 34. Cho tích phân từ 0 đến 7 của fx dx bằng 15, tính y bằng tích phân từ 0 đến 2 của f3x cộng 1 dx thì chúng ta dùng phương pháp đó là đổi biến. Đặt t bằng 3x cộng 1 và dt thì bằng 3dx. Đổi biến thì phải đi với đổi cộng x với t. X bằng 0 thì t bằng 1, x bằng 2 thì t bằng 7. Như vậy nó là tích phân từ 0 đến 7, f của 3x cộng 1 f của t. Dx thì bằng dt chia 3. Tích phân của ft dt thì giống như tích phân của fx dx nghe. 15 chia 3 là được 5. À, 35. Cho hàm số fx bằng ax mũ 4 cộng bx mũ 3 cộng cx bình cộng dx cộng y. Hàm số y bằng f phải x có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số y bằng fx có bao nhiêu cực trị?
Câu này nhiều bạn trả lời là hai, đúng không? Nhìn vô thấy hai cực kỳ, trả lời là hai nhưng mà sai nhé. Thằng này là đồ thị của F phẩy, được không? Muốn biết bao nhiêu cực trị thì chúng ta làm gì? Biết bao nhiêu cực trị thì chúng ta sẽ tính đạo hàm rồi cho đạo hàm bằng bằng không. Như vậy thầy phải cho F phẩy bằng bằng không. F phẩy bằng không thì nó chỉ có một nghiệm thôi. Mà thằng này là cắt nữa thì là nghiệm đơn, ha. Được chưa? Tương đương x sẽ bằng một cái nghiệm a thôi, thằng này nghiệm đơn. Và một nghiệm đơn thì sinh ra một cực trị. À, 36. Rồi tới 36 là tới phần hơi khó khó rồi đó. Cho lăng trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy có đáy là tam giác vuông, định A. Vẽ một cái hình, vẽ một cái hình giống như xây một ngôi nhà vậy đó, làm đáy trước nha, làm cái móng trước. Cái móng nó vững thì ngôi nhà nó mới vững được. A B C, được chưa? ABC. Chúng ta có là bây giờ phải xác định chiều cao nhé. A phẩy A bằng A phẩy B bằng A phẩy C, được chưa? Chúng ta có là A phẩy A bằng A phẩy B bằng A phẩy C thì suy ra điều gì? A phẩy A bằng A phẩy B và bằng A phẩy C, suy ra hình chiếu của A phẩy là về mặt lý thuyết A phẩy A bằng A phẩy B bằng A phẩy C thì hình chiếu của A phẩy là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, được chưa? A phẩy A bằng A phẩy B bằng A phẩy C thì hình chiếu của A phẩy là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mà tam giác ABC là tam giác vuông nha, cho nên tâm đường tròn sẽ vào trung điểm cạnh huyền. Rồi lên đây, thằng này chính là A phẩy và thằng này chính là H, đúng không? A phẩy như vậy nó hơi xiên tí. B phẩy, C phẩy, A phẩy. Rồi. Người ta cho là AB bằng A, AC là bằng A căn 3. Góc giữa, bây giờ là góc giữa hai mặt phẳng thì phải xác định gì trước? AB A phải giao với là ABC, xác định giao tuyến. Giao tuyến là cạnh AB. Giờ kiếm hai đường cùng vuông góc với AB tại một điểm nhé. Tất nhiên là từ đâu kể ra rồi? Từ chân đường vuông góc kể ra nhé. Từ chân đường vuông góc là từ H á, kể vuông góc ra. Đây là Y, được chưa? Như vậy thằng này là H, H Y là trong mặt phẳng ABC rồi đó. Còn trong mặt phẳng AB, B phải, A phải, mặt bên thì đó chính là A phải Y. Khỏi chứng minh mấy cái này nhé, được chưa? A phải Y. Và chúng ta có cái góc còn đó là góc góc giữa ai với ai? Góc giữa thằng A phẩy Y với là thằng H Y có điểm Y chung thì nó là A phẩy Y H. A phẩy Y H, A phẩy Y H, A phẩy Y H thì góc này là bằng 60 độ. Được không? A phẩy Y H là 60 độ. Bây giờ bắt đầu tính nè. Tính thể tích thì bằng x đáy nhân chiều cao. Đáy là tính được rồi. Giờ tính chiều cao nữa là được. Đầu tiên thầy tính cái thằng Y H trước nhé. Bạn quan sát H là trung điểm. Y H vuông góc, AC vuông góc thì hai đường này song song, thì chứng tỏ Y H là đường trung bình. Đường trung bình thì bằng nửa cạnh huyền. Được chưa? Đường trung bình bằng nửa cạnh huyền. Rồi sau đó có góc có cạnh
đang cần tính thằng F,H nhé. Thằng này là đối, thằng này kề, dùng tan. Tan 60 độ thì bằng đối chia kề là IH á. Như vậy có thể suy ra được là F,H bằng tan 60 nhân với cục này nhé. Tan 60 là căn 3 là thành là 3 chia 2. Rồi lấy máy tính bấm ra. Bây giờ tính thể tích nè. V thì bằng x đáy nhân chiều cao bằng b nhân h bằng 1/2, đáy là tan giác vuông nhé, 1/2 tức hai cạnh góc vuông, nhân h là 3 chia 2. Làm đẹp nó đi thì nó được là 3 căn 3 a mũ 3 chia 4. 3 căn 3 a mũ 3 chia 4 b. Bài này là bài vận dụng nhé. Vận dụng hơi sớm ha. 36. Barium đi chúng ta là tới 39 thì mới vận dụng nha. Rồi. Nhưng mà tới 36 vận dụng cũng hay. Cho giảm cái điểm xuống với mấy năm gần đây. Điểm cao quá. Điểm cao làm như ai cũng giỏi á. Đường thẳng delta đi qua điểm A và song song với mặt phẳng P. Cắt đường thẳng đi. Đây là P. Delta song song. Delta đi qua A. Delta đi qua A song song với P. Cắt đường thẳng đi. Được không? Cắt tại điểm B. Được chưa? Delta đi qua A song song với P và cắt đường thẳng đi tại điểm B. Rồi. Đầu tiên bài sẽ làm gì? Tham số điểm B nhé, tham số điểm B. Bài này cũng quen quá mà phải không? Tham số điểm B. Tham số điểm B. Có nghĩa là cho thằng này bằng T nè, B B là thuộc D nhé. Cho này bằng T nhé, rút ra. Biết rút không? Cho nó bằng T nhé, nhân lên rồi chuyển qua. Nó là 3 trừ T. Được không? Giống như viết theo kiểu phương trình tham số vậy đó. X bằng x0 cộng AT á. 4 trừ 2T 2 cộng T là điểm B. Bây giờ tính vectơ AB ra. Vectơ AB là trừ cho trừ 1 là thành 4 trừ T 3 trừ 2T và T. Được chưa? Quan sát thấy vectơ AB, đây là vectơ NP. Vectơ NP là 1, 4, 1. NP là 141. Và chúng ta thấy là AB nhân với NP sẽ bằng 0, tương đương. Tại vì hai vectơ vuông góc tích vô hướng bằng 0, 141 nha. Tương đương là 4 trừ T cộng nhân vô là 4, 3 trừ 2T và cộng T bằng 0. Tương đương 4 trừ T cộng 12 trừ 8T cộng T bằng 0. Tương đương là trừ 8T cộng cho 16 bằng 0. Thì nó sẽ ra T bằng âm. Bạn có thể ship xôn được nha. T bằng 2 chứ hả? T bằng 2. Đúng không? T bằng 2. Và khi T bằng 2 thì chúng ta tiếp tục làm cái gì? Muốn viết phương trình đường thẳng thì cần điểm và vectơ. Điểm là có rồi, là điểm A rồi. Vectơ là vectơ AB. Vectơ AB bằng T bằng 2 nhé. 4 trừ 2 là 2. 3 trừ 4 là trừ 1. Và 2. 2 trừ 1, 2. 2 trừ 1, 2. 2 trừ 1, 2. Như vậy chỉ có một đáp án đúng, nó là câu. Câu gì? Câu của A. 2 trừ 1, 2. Đúng không? Chỉ có một vector thôi. Kiểm tra vector nhé. Rồi ta đến 38. Cho hàm số fx bậc 4 y phải hàm số f phải của 1 trừ x. Thường là f phải x thôi. Bây giờ nó sẽ cho là f phải của 1 trừ x. Là cảm thấy có chút bối rối liền. Đúng không? Số điểm cực trị của hàm số gx bằng f
x bình trừ 1 chia x bình trừ x bình là. Rồi cảm thấy đơ luôn. Đầu tiên thầy sẽ tính tính đạo hàm trước, tại vì người ta yêu cầu cực trị mà. Thầy không, thầy ghi cái thằng này lại cho nó dễ nhìn đã. X bình chia x bình là 1. Được không? Thầy chỉ ghi lại thôi, chia ra thôi nghe. Rồi g phải x u phải 1 đạo hàm được không? Được không? 1 đạo hàm được không? Rồi 1 phần u là trừ, trừ với trừ là cộng, u phải chia u bình. U phải là 2x chia u bình lấy mũ 4. F phải của 1 trừ 1 phần x bình và trừ x bình đạo hàm là 2x. Được chưa? X bình đạo hàm là 2x, đúng không? Và có thể làm đẹp nó đi, đó là 2 phần x mũ 3. F phải của 1 trừ 1 phần x bình và trừ cho 2x. Tính đạo hàm xong thì cho đạo hàm bằng 0. Cho đạo hàm bằng 0. Tương đương F phải của 1 trừ 1 phần x bình sẽ bằng 2 rút gọn cho 2, x chuyển qua nhân x mũ 3 lên là thành x mũ 4. X mũ 4. Được chưa? Và đề nó cho là F phải của 1 trừ x nha. Cho nên thầy phải đưa về 1 trừ x để thầy xài cái đồ thị. Đặt T bằng 1 trừ đặt T bằng 1 chữ x bình luôn. Nha, đặt T 1 chữ x bình luôn. Thì khi đó thầy sẽ có là F phải của 1 trừ T. Đúng không? F phải của 1 trừ T. Đúng không? T bằng 1 phần x bình nhé. Thì F phải 1 trừ T để xài cái thằng 1 trừ x nè. Đây là 1 trừ T cho nó giống nhau. Giống nhau thì mới xài được nghe. Rồi bằng như vậy thằng đây là 1 phần T bình. Đó. Đồ thị F phải của 1 trừ T là có rồi. Trong hình rồi. Xem T là x là được. Bây giờ chúng ta cần phải vẽ cái đồ thị của thằng 1 phần T bình nữa nghe. Y bằng 1 phần T bình. Muốn vẽ nó thì đạo hàm nó đi, y phải bằng, lúc nãy có đạo hàm sơ sơ này, thì nó sẽ ra là trừ trừ cho 2 phần mũ 3. Được không? 2 phần T mũ 3 chứ. 1 phần U là trừ U phải chia U bình là 2T chia T mũ 4 rút gọn T. Được chưa? Rồi. Như vậy là vị bản biến thiên. Xong rồi lát nữa minh họa cho nó cái đồ thị T, Y phải và Y. Âm vô cùng đến dương, dương vô cùng. Chúng ta đạo hàm này không thể bằng 0 được, mà chỉ có đạo hàm không xác định chỗ bằng 0 thôi. 0 là làm cho đạo hàm không xác định thì hai gạch. Khi mà từ 0 đến dương vô cùng lấy số 1 thay vô thì nó âm. Được chưa? Từ âm vô cùng đến 0 lấy trừ 1 thay vô, trừ 1 mũ 3 là trừ 1 là thành dương. Dương thì đi lên, âm thì đi xuống. Được chưa? Dương đi lên, âm đi xuống. Đúng không? Còn không có thể quan tâm thằng này là T nè, nghiệm dưới mẫu nè, 0 là hai gạch nè, mũ 3 là nghiệm lẻ. Nghiệm lẻ thì đổi dấu. Được chưa? Cứ nghiệm lẻ là đổi dấu thôi. Rồi âm vô cùng thay vô, 1 chia vô cùng thì ra 0, 1 chia vô cùng thì ra 0, 0 thay vô, 1 chia 0 thì ra vô cùng. Nhưng mà thằng này dương, là dương vô cùng. Thằng này cũng là dương, dương vô cùng. Rồi bây giờ bắt đầu vẽ thì vẽ như thế nào? Được không? Thầy sẽ minh họa hình ảnh ra đây trước nhé. O X A từ âm vô cùng đến 0, từ âm vô cùng đến 0 thì nó sẽ đi lên từ 0 đi lên tới dương vô cùng là chỗ này. Đúng không? Được chưa? Rồi từ 0 đến dương vô cùng, từ 0 đến dương vô cùng thì nó sẽ đi xuống nha. Từ dương vô cùng đi xuống 0 là chỗ này. Đúng không?
đường đi lên, đường đi xuống, nhà đi lên, đi xuống, này không dương vô cùng, dương vô cùng không. Rồi như vậy cái phần đi lên này thì không ảnh hưởng gì hết, đâu có sinh ra nghiệm đâu. Còn phần này thì không biết là có sinh ra được máy nghiệm hay không, hiểu không? Vấn đề là sinh ra máy nghiệm á. Bây giờ cho nó những cái điểm đặc biệt nha. Cái này là x, y lớn hơn không thì bây giờ thầy lấy hai điểm đặc biệt thôi, 1 với 2 thôi. Mình vẽ cái phần bên này thôi nghe, còn bên này vẽ rồi mà, bên này đâu có cắt được đâu, đâu cắt đâu. Bây giờ thầy cho 1 với 2 nghe, 1 quá thì nó sẽ ra là -2, 1 thì ra -2, còn xin lỗi, 1 thì ra là một, 1 thì ra 1. Cái thằng này nhé y bằng 1 phần t bình nhé, 2 thì ra 1/4 nghe, 1 thì ra 1, còn 2 thì ra 1/4, 1 thì ở 1, 2 thì là 1/4 chỗ này, được chưa? Nó tiếp xúc với hai chục tọa độ nhé. Đó, đúng chưa? Như vậy nó có tất cả là mấy nghiệm? 1 nghiệm, 2 nghiệm và 3 nghiệm. 3 nghiệm này đều là 3 nghiệm đơn nhé, được chưa? Và dương hết. Như vậy thầy sẽ có là 3 nghiệm t bằng a, t bằng b và t bằng c. Nhưng mà chúng ta đang là x nhé, được không? Đúng không? Đang là x. Nghe, lúc nãy mình đặt t bằng 1 phần x bình thì x bình sẽ bằng 1 phần t, và x sẽ bằng cộng trừ căn ha. Như vậy nó sẽ ra là x sẽ bằng cộng trừ 1 phần a. Đó, ABC đều dương hết. X bằng cộng trừ 1 phần b, và x bằng cộng trừ 1 phần c. Được không? Cộng trừ. Hiểu không? Như vậy chúng ta sẽ có là 6 nghiệm x nha. 6 nghiệm x đều là nghiệm đơn hết nha. 6 nghiệm đơn. 6 nghiệm đơn thì chắc chắn sẽ sinh ra 6 cực. 6 cực trì. À, 39. Một chi tiết máy bằng kim loại được tạo nên từ 3 khối trụ như hình bên, gọi T1 là khối trụ ở hai đầu. Hai đầu này là T1, là hai cái khối trụ giống nhau á. T2 là khối trụ ở giữa, lần lượt có bán kính và chiều cao tương ứng H1, R1, H2, R2, thỏa mãn R1 bằng 4, R2, H1 bằng H2 chia 2. Biết thể tích của T2 thì bằng 30cm khối, và khối lượng riêng của kim loại làm chi tiết máy là 7,7g trên cm khối. Tính khối lượng của chi tiết máy. Thì đầu tiên thầy sẽ tính thể tích của cái thằng T2 nhé. Thể tích là T2. Thể tích T2 thì viết là V2 đây nghe. V2 thì bằng là pi R2 bình nhân H. H2. Vậy đề nó cho là bằng bao nhiêu? Đề cho là bằng 30. Được chưa? Đề cho 30 nhé. Hiểu không? Ổn không? Ổn nghe. Pi R bình H. Rồi bây giờ thầy sẽ tính V1 nhé. V1 thì nó là hai khối ở hai đầu. Nghe. Hai khối ở đầu thì ở đây phải có số 2. Tại vì nó hai khối mà. Còn một khối sẽ là pi R1 bình nhân H1. Ổn không? Tất nhiên là chúng ta sẽ chuyển thằng R1 với thằng H1 về thằng R2 với H2 rồi để khai thác giả thuyết 2pi. R1 thì nó sẽ là 4R2. 4R2 bình. Còn H1 thì là H2 chia 2. Ổn không? Bằng 2 lúc bằng cho 2, 4 bình là 16. 16pi R2 bình nhân H2 bằng pi R2 bình nhân H2 là 30. Như vậy là lấy 16 nhân 30 nhé. 30 nhân 16 bằng 480. Được chưa? 480 là của thằng V1.
Bây giờ thầy tính tổng thằng V. V thì lấy hai thằng này cộng lại, V1 cộng V2 thì nó sẽ được là 501. Để chơi 501. Bây giờ tính khối lượng nhé. Nó cho là khối lượng riêng. Chúng ta có công thức M bằng gì? Hoặc là bạn bạn nhớ được công thức nào thì bạn ghi công thức đó, được không? Còn nếu mà bạn cảm thấy bất lực quá là việc nhớ công thức thì bạn dựa vào đơn vị nè. Được chưa? Khối lượng riêng D bằng gam là M, M là khối lượng, chia cho cm khối là V, được chưa? Hay là bạn có thể dùng định nghĩa khối lượng riêng là khối lượng trên một đơn vị thể tích. Được không? Và từ đây thầy rút ra M sẽ bằng D nhân V. V là có rồi, D cũng có rồi, thì nhân vô thôi, cùng đơn vị hết rồi. 510 nhân với lại là 7.7 bằng 3927, đơn vị là gam nhé. 3927 gam, mà muốn đổi sang kg thì chia cho nghìn đi, thì nó là 3,927. 3,927 câu. Được không? Rồi. Có 40 một câu về xác suất à. Một bài kiểm tra về kiến thức về an toàn giao thông có 10 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án lựa chọn và chỉ có duy nhất một lựa chọn đúng. Với mỗi loại câu hỏi, lựa chọn đúng thì được 1 điểm, lựa chọn sai thì không điểm nào. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một lựa chọn cho tất cả 10 câu hỏi trong bài kiểm tra, tính xác suất để thí sinh được 5 điểm. 5 điểm có nghĩa là đúng mấy câu? 5 điểm là phải đúng 5 câu, sai 5 câu. Bây giờ chọn 5 câu đúng để là C. C510 là chọn 5 câu đúng nè. Ổn chưa? 5 câu sai là C55 nhé. C55 là mới một cách thôi. Tất nhiên là mình chọn 5 câu đúng thì 5 câu còn lại sai rồi. C510 rồi. 4 phương án mà chỉ có một đáp án đúng thôi thì xác suất là 1/4. 5 câu thì là mũ 5. 1/4 nhân 1/4 nhân 1/4 nhân 1/4 á. Nhân xác suất á. Rồi. Được chưa? Còn xác suất mà sai là 3/4. Rồi, có 3 đáp án sai trên 4 đáp án sai 5 câu. Đúng không? Có thể bấm con số này ra so với đáp án hoặc là nhắm thì nó giống câu. Câu A. C510 3 mũ 5 4 mũ 5 4 mũ 5 nữa là thành 4 mũ 10. Nhân hay lũy thừa cùng cơ số là cộng số mũ nhé. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho hai điểm AB và mặt bằng P, M thay đổi trên P sao cho góc AMP bằng 90 độ, khoảng cách MP lớn nhất. Rồi nhắc đến lớn nhất nhỏ nhất là bạn thua rồi. Bạn sẽ không thể làm được lớn nhất nhỏ nhất ha. Đó là cái tư tưởng này. Rồi. 41. Chúng ta nhận xét đầu tiên là điểm M thay đổi sẽ cho góc AMB bằng 90 độ nhé. AMB bằng 90 độ. Như vậy suy ra M thuộc gì biết không? AMB bằng 90 độ thì suy ra M thuộc gì? Mặt cầu. Đường kính AB. Được không? M thuộc mặt cầu đường kính AB thì góc AMB bằng 90 độ. Ổn không? Được chưa? Hiểu không? Giống như hồi xưa M thuộc đường tròn thôi. M thuộc đường tròn đường kính AB thì góc AMB bằng 90 độ. Được không? Rồi được nghe. Rồi. Tiếp theo là M thuộc mặt phẳng P nữa. Được chưa? M thuộc mặt phẳng P. M thuộc mặt phẳng P. M thuộc mặt cầu đường kính AB thì suy ra gì? M sẽ thuộc
đường tròn, giao tuyến của P và mặt cầu đường kính AB nhé, mặt cầu tam y đi, đường kính AB là bán kính AB chia 2, hiểu không? M vừa thuộc mặt phẳng, M vừa thuộc mặt cầu, thì M sẽ thuộc đường tròn giao tuyến của mặt phẳng và mặt cầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm mối quan hệ giữa thằng AB và P. Mặt phẳng P là có rồi nè. Coi thử nó nằm trên hay nằm dưới hay nằm như thế nào nha. Bây giờ đây là 2 alpha x cộng 2 alpha y trừ alpha z cộng 9. Bây giờ thầy sẽ cos 1 2 trừ 3 nhé. Cos 1 bằng 2 bằng trừ 3 bằng ra số dương, ra số 18 là số dương. Như vậy nó nằm trên điểm A, nằm trên này. Tiếp theo là thầy sẽ cos điểm B nhé. Trừ 2 trừ 2 1. Là này không, cái này không, không có nghĩa là điểm B nó sẽ thuộc thằng này luôn nghe, điểm B nó thuộc này luôn, đúng không? Điểm B thuộc này luôn, hiểu không? Được chưa? Hiểu đúng không? Điểm B thuộc luôn nghe. Rồi lúc nãy chúng ta đã lý luận là M thuộc đường tròn giao tuyến của P và mặt cầu. Như vậy là M nó sẽ thuộc một cái đường tròn. Mặt cầu của chúng ta là đường kính AB nhé. Để thầy lấy một cái đo mất tiêu rồi. Đang tìm cho thầy chút. Đây. Tự nhiên nhìn không ra. Tôi đang còn vẽ cái mặt cầu. Nha, vẽ mặt cầu. Rồi nhưng mà nó không có đi qua AB rồi. Đây 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 đây. Vẽ mặt cầu đường kính AB nhé. Được không? Mặt cầu đường kính AB. Đúng không? Mặt cầu đường kính AB. M là thuộc vừa thuộc mặt phẳng. Vừa thuộc mặt phẳng rồi lại thuộc thêm mặt cầu nữa thì nó M sẽ đường tròn. Đường tròn giao tuyến á. Để mình vẽ thì giống elip nhưng mà nó là đường tròn nhé. Cho M thuộc đường tròn này. Hiểu không? Tâm của mình là tâm y. Đúng không? Tâm y thì hạ vuông góc xuống thì thằng đây là tâm. Tâm H. Rồi. Vấn đề tiếp theo là M nằm ở đâu để cho MB lớn nhất? MB lớn nhất. M thì nằm trên đường tròn màu đỏ này. Mà để MB lớn nhất thì chắc chắn MB phải là đường kính rồi. Đúng không? M nằm đây. Hiểu không? Được chưa? M nằm trên đường tròn lớn nhất thì phải là đường kính rồi. Đúng không? Đường kính là đường lớn nhất chứ còn gì nữa. Rồi cái đó khỏi tranh luận nha, cái đó khỏi tranh luận. Ổn không? Rồi. Như vậy mà thằng Y là trung điểm AB, hình chiếu của Y là dấu H, thì chắc chắn hình chiếu của A là dấu M rồi. Được chưa? Như vậy M là hình chiếu của A lên mặt phẳng P. Tìm hình chiếu điểm M. Điểm M là hình chiếu của A lên mặt phẳng P. Thì điểm M sẽ có tọa độ là XA cộng AT.
1 cộng 2t. Rồi IA cộng BT. Rồi ZA cộng CT. Được chưa? Đây là điểm M. Và rõ ràng là điểm M thuộc mặt phẳng P. M thuộc P. M thuộc P thì chúng ta có điều gì? Đó là 2 nhân 1 cộng 2T. 2 nhân 2 cộng 2T. Trừ. Trừ Z là trừ 3 nhân trừ 3 trừ T. Và cộng. Cộng 9 bằng. Bằng 0. Được chưa? Bạn chỉ bị xếp xôn thôi. Bạn tự bấm giúp thầy nhé. Bạn nhập xong rồi nè. Nói mà ra số đẹp thì đúng à. Rồi xong. Hình như đang còn y. Phải nhập lại rồi. Ship call ra trừ 2. T là bằng trừ 2. Được không? T bằng trừ 2 thì có thể tìm được điểm M. Điểm M là trừ 3. Trừ 2. Với lại là trừ. Trừ 1. Được chưa? M là trừ 3 trừ 2 trừ 1. Như bạn nói là độ dấu. Không được nhé. Vector thì mới được. Còn điểm thì không được. Bây giờ viết phương trình đường thẳng MB đúng không? Vậy bây giờ thầy sẽ tính vector M. MB. Lấy B trừ M. B là trừ 2 trừ 2 1. Trừ 2 trừ 3 là 1. 0 2 102 102 102 thì bỏ câu B. Bỏ câu. Mới bỏ hết rồi. Chỉ còn câu A thôi. 102. Bài này chỉ cần hiểu hình là được. Rồi. Cho hình chớp SABCD. Có đáy ABCD là hình thang vuông ở A và B. SA vuông góc với ABCD. SA bằng A căn 2. AB bằng BC bằng A. AD bằng 2A. Khoảng cách từ B đến SD. Câu này cái đáy của nó rất là quen. Hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy bé. Có quen không? Rất quen nhé, rất quen. S A B. Thằng AD là đáy lớn, đó là 2A. AB là A. BC cũng là A. Rồi, khoảng cách từ B đến SCD. Khoảng cách từ B đến SCD. Khoảng cách từ một điểm là một bài toán khó thứ hai sau bài chân đường vuông góc. Như vậy mục tiêu của chúng ta phải đưa về chân đường vuông góc là điểm A nhé. Bạn hiểu chân đường vuông góc không? Là hình chiếu của S xuống á. Nha, khoảng cách từ rồi tiếp theo là bạn phải nhận xét được là PA nhận xét được là PA khoảng cách từ A tới mặt phẳng SCD như thế nào với khoảng cách từ B đến mặt phẳng SCD. Phải nhận xét được điều đó nhé. Ổn không? Được không? Rồi. Chúng ta có thể làm như sau, lấy trung điểm chỗ này nè. Trung điểm Y đây. Khi thầy lấy trung điểm chỗ này á thì BCDY là hình bình hành tại vì cạnh này với cạnh này song song và đều bằng A hết.
nó là bình thành. Như vậy khoảng cách từ B sẽ bằng khoảng cách từ Y. Đúng không? Tại vì BA song song với CD mà. Còn khoảng cách từ Y, chúng ta thấy là thằng AA này, thằng AD này, nó đang gấp đôi thằng ID này, cho nên khoảng cách từ Y sẽ bằng một nửa khoảng cách từ A. Được không? Khoảng cách từ Y bằng một nửa khoảng cách từ A tới mặt phẳng SCD. Và khoảng cách từ A đến mặt phẳng SCD thì vẽ như thế nào? Đầu tiên từ A sẽ vẽ vuông góc với CD. Từ A vẽ vuông góc với CD, nhưng mà cái hình này quen quá rồi, đó chính là AC. AC vuông góc với CD. Sau đó nối từ S xuống. Nha, nối từ S xuống. Tiếp theo là từ A vẽ vuông góc xuống SC. Thằng này là điểm H. Khỏi chứng minh nhé, bài này khỏi chứng minh nha. Bài này bằng 1/2. Cái hình này quen quá rồi. Hay là bạn muốn chứng minh? Chứng minh vậy giờ ngồi nghe. Đầu tiên là chứng minh góc này vuông trước này. Xét tam giác ACD. ACD. Đầu tiên là bạn nhìn thấy ABCI sẽ là hình vuông nhé. ABC hình vuông. Cạnh này cũng là A này. Mấy thằng nhỏ này cũng là A luôn. Tam giác ACD có CI là đường trung tuyến. Độ dài của nó bằng nửa cạnh đối diện. Thì thằng này là tam giác vuông. Trong một tam giác, nếu đường trung tuyến ứng với cạnh đối diện và bằng nửa cạnh ấy, thì tam giác đó là tam giác vuông. Được chưa? Như vậy là thằng này vuông. Rồi. Còn cái chứng minh vuông góc này thì bạn tự nghe, hay là thầy ghi cho bạn luôn. Ghi nè, CD. CD vuông góc với lại cái mặt phẳng. CD vuông góc với AC là 1. CD vuông góc XA là 2. Như vậy CD nó sẽ vuông góc với XAC. CD vuông góc XAC. Mà CD đã vuông góc XAC rồi thì CD sẽ vuông góc với AH. Mà chúng ta có CD vuông góc AH nhé. Mà AH thì nó lại vuông góc cái gì? SC. AH vuông góc SC. AH vuông góc với CD. Thì AH nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SCD. AH chính là khoảng cách. Bây giờ muốn tính AH thì dùng một phần thôi. Một chi gì? Một chi AH bình bằng một chi SA bình cộng một chi AC bình. AC là có rồi. AC là đường chéo của hình vuông là bằng cạnh nhân căn 2. Đường chéo hình vuông cạnh nhân căn 2. Rồi. Bây giờ dùng một chi nhé. Một chi AH bình bằng một chi SA bình cộng một phần AC bình. SA thì nó là A căn 2 luôn. Thì là 1/2A bình cộng AC là A căn 2 luôn, 2A bình. 1/2 cộng 1/2 là 1. 1/A bình. 1 giống nhau. Như vậy AH thì sẽ bằng A bình. Và AH sẽ bằng A. AH bình bằng A bình. AH bằng A. A chia 2. Rồi tôi đến câu số phước. Nhìn câu số phước này là biết nó khó rồi. Ở phía sau nó là chỉ có câu số phước này với lại câu 49-50 nữa là khó thôi. Còn là quen thôi. Gọi MNP lần lượt là điểm biểu diễn của số phước với 1, với 2, với 3 thỏa mãn điều kiện. Như vậy chúng ta phải khai thác điều kiện này nghe. Đầu tiên là 5, Z1 là x cộng y nhé. Cộng 9 trừ 3y
bằng 5 nhân x cộng y tương đương mô đun của số phức là bằng căn, hai bên đều có căn hết cho nên bỏ căn luôn đi. Hoàn bình là 5x cộng y tất cả bình cộng tung bình, tung là 5y trừ 3 tất cả bình bằng hoàn bình là 5x tất cả bình, tung là 5y tất cả bình. Như vậy nó sẽ ra là 25x bình cộng 90x cộng 81 cộng 25 y bình trừ 30y cộng 9 bằng 25x bình cộng 25y bình. Và chúng ta rút gọn rút gọn thì nó sẽ ra là 90x trừ 30y, nó ra gì biết không, cộng 90 nó ra đường thẳng đúng không, nó ra đường thẳng được, nó ra đường thẳng. Điểm này là điểm biểu diễn của thằng z1 nhé, được chưa, điểm M là biểu diễn của thằng z1 biểu diễn bởi điểm M, được chưa, z1 biểu diễn bởi điểm M và nó thuộc đường thẳng d1, là rút gọn cho 30 nhé, 3x trừ y cộng 3 bằng 0, 3x trừ y cộng 3 bằng 0, được không? Rồi tiếp theo là M rồi, bây giờ tới N nhé. N nó là x cộng y trừ 3 trừ y, x cộng y trừ 3 trừ y bằng, ôi nó ghi ngược rồi, x cộng y trừ 3 trừ y đâu lỡ rồi, bằng x cộng y trừ 2. Rồi, kiểm tra là đúng chưa nghe, x cộng y trừ 2 x cộng y trừ 3 trừ y, và thằng này chắc chắn nó cũng ra gì biết không, được đường thẳng thôi, x trừ 3 tất cả bình hoàn bình cộng y trừ 1 tất cả bình bằng x trừ 2 tất cả bình cộng y bình, được chưa, cả hai bên đều có x bình y bình x bình y bình cho nên thầy bỏ nhé, thầy chỉ là trừ 6x cộng 9 trừ 2y cộng 1, bỏ cái thằng x bình với y bình rồi đó nghe, khỏi ghi mất công, trừ 4x cộng 4, giờ làm đẹp nó thôi, đường thẳng tiếp rồi. Làm đẹp nó là trừ 2x trừ 2y cộng 10, 10 không phải 10, 10 trừ cho 4 là còn 6 bằng bằng 0, rút gọn cho mấy, rút gọn cho trừ 2 thôi, rút gọn cho trừ 2. Và thằng này là z2, nó biểu diễn bởi điểm N và nó thuộc đường thẳng D2, có phương trình là x cộng y trừ 3 bằng 0, được chưa, x cộng y trừ 3 bằng 0. Là thằng N. Tiếp theo là P. P là z3 cộng 1 rồi cộng với lại là z3 trừ 3 bằng 4, hai cái mô đun. Như vậy thầy gọi thêm 2 điểm nữa nhé. Thằng này nó giống như là P thằng này giống định nghĩa của elip á, nó là định nghĩa của elip á. Điểm F1 là trừ 1 không ha. Điểm F1 là trừ 1 không. Còn điểm F2 thì là
30. Được chưa? Chúng ta có thằng này là P nhá, điểm P. Được chưa? Điểm P. Thằng nãy thầy đổi gió thằng này rồi nhá. Thằng này là PF1 nè, đúng không? Cộng với PF1 cộng với là PF2 bằng 4, đúng không? Cái thứ ba thì khỏi ghi lại đề nhé. PF1 cộng với PF2 thì bằng 4, ổn chưa? Đây đích thực là định nghĩa elip nè. Elip là tập hợp các điểm M sao cho MF1 cộng MF2 bằng 2A, trong đó F1, F2 là tiêu điểm nha. Nhưng mà nó chơi elip thì chắc là khó quá. Bây giờ thầy sẽ tính thêm thằng F1, F2 nha, xem được có gì đặc biệt hay không. F1, F2 thì nó là 4, 0. Đó, như vậy một điều rất đặc biệt là gì biết không? Như vậy F1, F2 thì bằng luôn 4. F1, F2 bằng luôn 4. Như vậy là F1, F2 bằng 4 mà BF1 cộng BF2 cũng bằng 4 luôn, cho nên suy ra B sẽ thuộc đoạn thẳng F1, F2. B thuộc đoạn thẳng F1, F2. Rồi. Khi MNB là ba đỉnh của tam giác thì giá trị nhỏ nhất của chu vi. Như vậy nhu cầu tiếp theo là phải làm gì? Vẽ cái hình ra. Được không? Phải vẽ cái hình ra. Bây giờ đường thẳng D1 nhé. D1 XY nó đi qua điểm 0 với lại x bằng 0. X bằng 0 thì y bằng 3. 0, 3. Còn y bằng 0 thì x sẽ bằng âm 1. Đó là thằng D1. Thằng D2. D2 thì làm việc với tụi nó luôn. X, Y. D2 thì X bằng 0, Y bằng 3. X bằng 0, Y bằng 3. Nó cùng điểm luôn hả? Rồi. X, Y bằng 0, X bằng 3. Y bằng 0, Y bằng 3. Rồi bây giờ vẽ cho nó thôi. O X Y O X Y. Đầu tiên là 0, 3. À, 0, 3 là chỗ này. Tiếp theo là trừ 1, 0. Trừ 1 không là chỗ này. Như vậy cái đường D1 là đường này. Đó chích. D1 là đường này. Được không? Đường D2 là 0, 3. Vẫn là điểm này. 3, 0 là điểm này. Đây đường D2. Để chơi đường D2. Còn P thuộc F1, F2. F1 thì là trừ 1, 0. F1 chỗ này. F2 là chỗ này. Được chưa? M là di động trên D1 nhé. M di động trên D1. N di động trên D2. Và P. Đây. Đây là M. N. Và P. P thì di động ở đâu đó trên. P di động ở trên thằng. F1, F2. Làm sao cho chu vi tam giác MNP nhỏ nhất là được. Ổn không? Thì là khó chứ hả? Chúng ta sẽ có chu vi của tam giác MNP thì sẽ bằng là MN cộng với NP và cộng với P PM và chúng ta phải đánh giá nó là thằng này nhỏ nhất ha, phải đưa về cùng, đưa về lớn bằng gì đó nha. Thì để làm những bài toán kiểu này thì chỉ có thể lấy đối xứng thôi nha, lấy đối xứng.
Bây giờ thầy lấy điểm N làm góc nhé. Lấy điểm N làm góc. Bắt đầu lấy đối xứng qua nghe. Điểm N làm góc. Lấy đối xứng qua. Này 2 ô. Này cũng sẽ là 2 ô. À. Điểm N nãy giờ chưa có điểm A thì đây là điểm A đi. Nghe, điểm A. Rồi thằng này cũng lấy đối xứng qua. Được không? À, thằng này bằng nhau nhé, thằng này bằng nhau. Này vuông góc này. Này cũng thế, bằng nhau, vuông góc. À, đối xứng qua điểm B. Đúng không? Và chu vi nhỏ nhất khi các điểm thẳng hàng. Chứ còn gì nữa? Nối mấy này lại. Đây, nối mấy này lại. Đúng không? Như vậy điểm B là nằm đây nè. Đó, điểm B nằm đây. À. MNP. Hơi lệ, hơi bên này hơi lệ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lý luận như sau. Đầu tiên là MN. MN thì bằng với lại MB. À, BM. Được chưa? NB. NP thì bằng với B. PA. Rồi còn MP thì viết lại. Được chưa? À, PM. MP. PA. Thì tất nhiên nó sẽ lớn hơn hoặc bằng A. AB rồi. Vậy dấu bằng xảy ra khi ABMP thẳng hàng. Được không? Thẳng hàng. Bây giờ chúng ta chỉ cần dồn về một biến là được. Đưa về một biến gì đó thôi. Nghe. Chỉ cần đưa về một biến, sau đó tìm max. Max min là ok rồi. Là coi như là xong. Có thể nó cho à, nó chưa cho biến gì hết cho nên chúng ta thoải mái mà. Bây giờ thầy sẽ gọi bây giờ gọi thêm biến ít đi. Nghe. Biến ít thì nó hơi khó chịu ha. Thôi chữ N. Chữ N thì gọi thì biến N đi. Được không? Rồi à, lúc nãy thầy gọi điểm N cho nó dễ chịu nhé. Điểm N. X bằng N. Thì Y sẽ bằng là 3 trừ N. Đúng không? Chọn điểm N cho nó dễ chịu. Rồi. Thằng này là 3. Thằng này N 3 trừ N. Hai thằng này đối xứng vô X. Thì X giống nhau vẫn là N. Còn Y thì đối dấu là N trừ 3. Đó. Như vậy điểm A nó dễ. Chứ đừng có gọi cái điểm điểm B trước nhé. Điểm B trước đây đối xứng nó mệt. Hiểu không? Nhưng mà vẫn mệt. Mệt là mệt thằng này nè. Thằng quỷ này mệt nè. Thằng này thì dễ mà. X giống nhau, Y đối dấu. Ha. Cho nên mình khéo một chút. Một là mình gọi điểm N. Hai là gọi điểm M. Chứ đừng bao giờ gọi điểm B. Gọi điểm B gọi là ngu. Nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái thằng PN. Được không? Tìm thằng PN nhé. Đúng không? Rồi làm sao tìm được PN? Lấy đối xứng qua. Bây giờ đầu tiên sẽ viết phương trình đường thẳng PN nhé. Nghe. Được không? Viết PN. Đúng không? Rồi. Thầy sẽ viết cái thằng PN ra. PN thì như thế nào với lại PN? Tất nhiên mà viết thằng PN ra rồi. Đó, mình lấy như thế này thì mình bớt, mình giảm bớt điểm A đi. Chứ mình làm hai điểm nữa nó tốn thời gian lắm. Ha, viết PN. PN thì nó sẽ vuông góc với D1. Mà D1 thì là 3 trừ 1 đổi thành là 1 3. À, đổi chỗ và đổi dấu nghe 1 3 thì nó là 1 3 thì nó là gì? X cộng với là 3 y à, và cộng với c bằng 0. Được chưa? Đổi chỗ và đổi dấu 1 trong 2 nhé. 3 trừ 1 là thành 1 3. Rồi. Bây giờ nó đi qua điểm N thì thay vô. Đi qua điểm N thay vô là N.
HN rồi cộng 3 Y là 3 trừ N cộng C bằng bằng 0. Như vậy tương đương C bằng C thì bằng đó là trừ 3N cộng với N là trừ 2N là còn 2N 2N trừ trừ 9 được không? 2N trừ 9 nghe. Như vậy C của thầy là 2N trừ 9. Bây giờ thầy sẽ tìm điểm H là giao điểm nhé. H là nghiệm của hệ phương trình, đó là của cái thằng D1 với là thằng PN nhé. C là 2N trừ 9 này. Rồi bấm máy đây, N thì cho bằng nghìn thôi. Menu 9 2 xin lỗi, menu 9 1 2 hệ số của chúng ta là D1 là 3 trừ 1 trừ 3 còn cái thằng này là 1 3 C là bằng 2N trừ 9 chuyển qua thành trừ C nhé, là trừ 2N cộng 9 trừ 2000 cộng 9 bằng trừ 200 với trừ 597. Ôi trừ 200 thì dễ phải không, còn trừ 597 là nhiêu thôi. Như vậy thầy sẽ có là xh bằng, tại vì thầy làm biến giải kiểu kia cho nên bây giờ mệt vậy, trừ 200 với là ih thì bằng trừ số nó không được đẹp lắm 597 trừ 200 thì có thể viết nó là trừ n chia 5 n bằng 1000 chia 5 được 200 ha. Còn 597 597 thì nó gần cộng thêm 3 trừ thêm 3, quan tâm thằng 597 thôi nhé, quan tâm 597 thôi, còn dấu trừ thì để trước đi, nghe dấu trừ thì không ảnh hưởng gì đâu, dấu trừ ảnh hưởng. 597 thì là 600 trừ 3 đúng không, đúng không, 600 trừ 3 600 trừ 3 được 597 trừ 600 trừ 3 600 thì nó là 6 n là nghìn nhé, n là nghìn, n là nghìn, thế 600 thì viết làm sao, biết chuyển không, bài bạn mấy cái này chỉ còn lú đó. N bằng 1000, N là 1000, thế thì 600 là nhiêu, 600 là nhiêu thì chúng ta sẽ lấy N nhân 600 chia nghìn, N nhân 600 600N chia nghìn, và làm đẹp đi thì nó được là 3 phần 5 trừ 3N chia 5 cộng 3 đó, được không? Còn không bạn có thể giải theo cái kiểu đại số thông thường cũng được, kiểu theo lớp 9 á, cân bằng hệ số xong rồi cộng vế theo vế rồi thôi nghe. Được chưa? Rồi như vậy có H rồi, bây giờ thầy sẽ tìm điểm B nhé, tìm điểm B suy ra XB bằng XB, XB thì bằng là H là trung điểm nhé, 2XH trừ XN nghe, 2XH trừ XN là định bấm máy nhưng mà nhiều sợ bạn không hiểu được, 2XH là trừ 2N chia 5 trừ XN là N là trừ 7N chia 5 trừ 7N chia 5 đúng không? Còn cái thằng này IB thì nó cũng là 2 luôn, 2IH là trừ 6N chia 5 cộng 6 trừ trừ cho 3 cộng N bằng
là trừ n chia 5 cộng 3. Và bạn kiểm tra lại giúp thầy. Hơi tốn thời gian chút thôi nhưng mà vẫn ok mà đúng không? Được không? Ổn không? Rồi. Sau đó là coi như là xong rồi. Như vậy chúng ta đã có điểm B với điểm A rồi. Bây giờ tính vector AB thôi. Vector AB. Vector AB thì lấy B trừ A. B trừ A là trừ 7N chia, tại vì số nó xấu á, trừ 7N chia 5 trừ đi điểm A là N, trừ N chia 5 cộng 3 trừ cho N cộng cộng 3, được chưa? Bằng trừ 12N chia 5 trừ 1 phần 5, với trừ 1 là trừ 6 phần 5. À, trừ 6N chia 5 cộng cộng 6. Không chưa? Bây giờ còn tìm là tìm thằng min nhá, tìm thằng min, AB min. À, tính độ dài AB. AB min thì bằng căn bậc 2 của hoàn bình cộng trung bình. Thằng này bình lên là 144 N bình chia 25 cộng, thằng này bình lên là hàng đẳng thức nha, 36 N bình chia 25 trừ 2AB là 72 N chia 5 và cộng với 6. Được chưa? Như vậy nó chỉ ra cái hàng tam thức bậc 2 thôi. À, menu 9. Máy tính nó có hỗ trợ chức năng này nè mà. 2. À, 144 chia 25 cộng với lại 36 chia 25. Thì làm biến làm rút gọn quá. 144 chia 25 hình như rút gọn được đó ta. 36 chia 25. Rồi B là trừ 72 chia 5. Còn C là 6 bình lên là 36 chứ. Giá trị nhỏ nhất y bằng 144 phần 5. Y bằng 144 phần 5 AB min. Em còn AB min nhé. Bằng căn của 144 phần 5. Căn 144 là 12, trục căn là mẫu là 12 căn 5 chia 5. Được không? 12 căn 5 chia 5. Bài này là khó rồi đó. 12 căn 5 chia 5. Rồi bạn cố gắng nắm ý tưởng rồi bạn làm lại nha, làm lại. Bạn đi điểm M trước cũng được nha, nhưng mà đừng đi điểm B trước nha. Được không? Tìm một điểm P này thôi là đã né thở rồi. Tìm hai điểm là chết á nha. Lợi dụng cái đối xứng này cho dễ. Rồi. À, ta đến 44, một câu số phức nữa. Cho số phức z bằng a cộng bi, a b thuộc r, z trừ 4 bằng 1 cộng y, z trừ 4 cộng 3 z đi, z trị biểu thức p bằng a trừ 3 b bằng. Đây là một bài toán quen thuộc của những năm về trước ha. À, thầy sẽ đặt t bằng mô đun z nhé, và khi đó t thì sẽ lớn bằng 0, nhớ là t là số thật nha. Sau đó thầy sẽ gom z vào một bên để lấy mô đun đưa vào biến t, được không? Kỹ thuật rất quen thuộc. Z rồi trừ 4 bằng 1 cộng y nhân t, đúng không? Là 1 cộng y nhân, đây là t chuẩn chưa? 1 cộng y nhân t rồi trừ 4y trừ 4y rồi trừ 3y. Được chưa? Trừ 4y trừ 3y. Rồi bây giờ thầy gom thằng z vào một bên thì nó là z cộng với 3y. Được chưa? Z cộng với 3y, ổn không? Rồi. À, thằng này thì chuyển ngược lại
thì nó là 4 cộng với là t cộng y t và trừ 4 y. Được chưa? Rồi, gom thằng z này lại, trong ngoặc là còn 1 cộng 3 y bằng, thằng này thì gom phần thật lại là 4 cộng t, gom phần ảo lại là t trừ 4 nhân y. Bây giờ sẽ lấy mô đun 2 vế nhé, lấy mô đun 2 vế. Nghe đấy, mô đun 2 vế. Mô đun của trị là trị mô đun nhé. Được chưa? Mô đun của tích chứ, mô đun của tích thì có thể tách ra được. Và chúng ta sẽ có là mô đun của z thì chính là chữ t nhân mô đun của 1 cộng 3 y là căn 10 bằng mô đun của thằng này là căn của hoàn bình cộng tung bình t cộng 4 tất cả bình cộng t trừ 4 tất cả bình. Hai thằng này đối với nhau là rất đẹp rồi. Bình phương hai vế cho mất luôn là 10 t bình bằng, thằng này khai chuyển hàng thức ra, t bình cộng 8 t cộng 16 cộng t bình trừ 8 t cộng 16 ra rồi đó. Như vậy chuyển thằng t bình qua là được là 12 t bình, à, xin lỗi, t bình cộng t bình là 2 t bình là 8 t bình thôi, cộng 8 t trừ 8 t hết, để thằng này luôn, giải tay luôn đi, 32 này có thể bấm máy hoặc là giải tay đều được. T bình thì bằng 4 thì tương đương t bằng 2, tại vì t chúng ta chỉ lấy là t chúng ta chỉ lấy là gì thôi, t chúng ta chỉ lấy đó là số lớn bằng 0 thôi nghe, và yêu cầu là tìm z, tìm z. Như vậy z nhân với lại là 1 cộng 3 y bằng t là 2, 4 cộng 2 là được 6 cộng t là bằng 2, 2 trừ cho 4 là trừ 2 y. Như vậy z bằng, rồi quá dễ dàng rồi, chia thôi nghe. Z thì bằng đó là 6 trừ 2 y chia cho 1 cộng 3 y. Như vậy z sẽ bằng trừ 2 y. Rồi, z bằng trừ 2 y. Yêu cầu tìm a với b. A là 0, còn b là trừ 2. A là 0, b là trừ 2. Yêu cầu tính a trừ 3b. A trừ 3b. A là 0, b là trừ 2. Trừ 3 nhân trừ 2 được 6. 44C. Rồi, bạn hiểu kỹ thuật bạn có thể làm thêm nha. Cho hàm số fx liên tục trên r thỏa mãn fx cộng f2 trừ x bằng x nhân ex bình tính tích phân. Bài này cũng dễ à. Bằng cách chúng ta làm gì? Đẩy cái tích phân vô. Tích phân từ 0 đến 2 của fx trừ x cộng tích phân từ 0 đến 2 của f2 trừ x dx bằng tích phân từ 0 đến 2 của x e mũ x bình d dx. Được chưa? Cái tích phân này là cái cần tính này, nghe đúng không? Tích phân này là cái cần tính, tích phân từ 0 đến 2 của f dx là cần tính. Còn tích phân này thì chúng ta dùng phương pháp đó là tầng đổi biến chứ, đặt t bằng 2 trừ x, dt thì bằng trừ d dx xt 0 2, x bằng 0 thì t bằng 2, x bằng 2 thì t bằng 0. Như vậy nó là tích phân từ 2 đến 0 f của t, dx thì bằng là trừ dt, trừ dt để cho d. Còn tích phân này thì thầy làm gì? Bấm máy ra. Bằng ôi sao xấu quá trời. X e x bình từ 0 đến 2.
nó ra cái số 6W rồi. Đó là cái số này. Lưu nó lại nhé, lưu nó lại nghe. Nó là store A. Nghe, lưu lại nó là chữ A. Rồi, tương đương. Ê, trừ tích phân từ 2 đến 0 thì chính là tích phân từ 0 đến 2 cộng tích phân từ 0 đến 2. FTDT là FTDT bằng chữ A. Y. Tích phân từ 0 đến 2 của FTDT là chữ A chữ Y nữa. Y cộng Y là 2Y. À. Như vậy tương đương Y sẽ bằng A chia đôi. Lấy A chia đôi là được. Mười ba chấm ba chín chín. Bây giờ chúng ta sẽ bấm lần lượt ABCD nhé. Nhưng mà câu A là chắc chắn không đúng rồi nè. Tại vì E 14 nó lớn mà. À, 53 luôn. E 14 nó lớn lắm. Bấm câu C đi. E 14 chia 4 nữa. Có thể đúng nè. Đấy, 13.399. C. Còn 2, 4, 5 câu nữa thôi là đi ngủ rồi. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên r có đồ thị như hình vĩ. Hỏi phương trình fx cộng 3 có tất cả bao nhiêu nghiệm thuật phân biệt. Câu này dễ. Ẩn của chúng ta là fx cộng 3. Đúng chưa? Ẩn là fx cộng 3. Rồi. Được không? Rồi, cái thằng này fx bằng 0. Bằng 0 là 1 nghiệm này. 2 nghiệm này. 3. 3 nghiệm. Nghiệm này là trừ 0,8. Cái đại số thôi. Nghiệm tiếp theo là 1. Còn nghiệm tiếp theo thì là 2,8. Nó mà ảnh hưởng gì đâu. Lấy đại số cho nhanh. Viết ABC nhiều khi là ngu nữa. Trừ 3,8 bằng trừ 2 bằng trừ 0,2. 2,8 trừ 3 là trừ 0,2. À quên, thằng này là đúng rồi. Đúng rồi, trừ 3, trừ 3,8 đúng rồi. Trừ 3,8 trừ 2 là trừ 0,2 đúng rồi. Rồi. Fx bằng trừ 3,8, trừ 3,8 dưới đây thì nó là 1 nghiệm. Fx bằng trừ 2, trừ 2 thì là 2 nghiệm. Cắt ngang qua nhé, cắt ngang qua. Trừ 0,2, trừ 0,2 thì là 3, 3 nghiệm. Như vậy 1, 2, 3 là 6 nghiệp. C. Được không? Rồi. 47. 47, 48 là nhìn thấy ngon cơm á. Gọi H là hình phản giới hạn bởi đồ thị C của hàm bậc 3 P và đồ thị P. Rồi. Phần tô đạm như hình vị diện tích hình phản H. Bài này cũng dễ thôi. Nó có 3 nghiệm là trừ 1, 1 với 2 thôi. Như vậy thầy chỉ cần tìm được chữ A là xong rồi. Được không? Tìm chữ A là xong rồi. Đúng không? Rồi bây giờ thầy gọi cái thằng Fx nhé. Fx của thầy nó là Ax mũ 3 cộng Px bình bậc 3 mà. Cộng x. Thầy chỉ cần tìm chữ A này là xong rồi. Cộng đi. Muốn tìm được 4 chữ ABCD thì phải kiếm 4 phương trình. Đầu tiên là trừ 1 với trừ 2. Thì ghi như thế này đi, trừ 1 với trừ 2. Điểm tiếp theo là 0, 2. Điểm thứ 3 là 1, 0. Và điểm cuối cùng là 2, trừ 2. Được không? Rồi, tương đương. 0,2 là dễ nhất, thầy làm thằng này trước nhé. 0,2 dễ nhất. X bằng 0, Y bằng 2 là sẽ có D bằng 2 nghe, nhớ D bằng 2. Rồi X bằng trừ 1. Trừ 1 thì nó ra là trừ A cộng B trừ C cộng 2, D bằng 2 mà. Bằng trừ 2. Rồi 1, 0 A cộng B cộng C cộng D bằng 2 bằng 0.
Và tiếp theo là 2 trừ 2 là, ôi sao nãy giờ hai, hồi nãy có à, đúng rồi, 2 trừ 2 2 là 8, 8A cộng với 4B cộng với lại là 2C, D thì vẫn là 2 bằng, nhưng mà thầy chỉ cần tìm chữ A là được rồi. Nhớ nghe, thầy chỉ cần tìm chữ A là xong, rất là ngắn gọn, bằng trừ 2. Như vậy từ đây có thể tìm ra được là A là được. Giờ bấm máy nhé. Menu 9, menu 9 2, xin lỗi, menu 91 3 trừ 1 1 trừ 1, còn cái thằng kia là trừ 4, chuyển qua nha, trừ 4. Tiếp theo là 111 trừ 2. Rồi, tiếp theo là 842 và trừ 4 1, chỉ cần A 1 rồi. Tìm mỗi chữ A thôi. Tìm chữ dài, đúng không? Tìm chữ dài. Rồi, giao điểm của chúng ta là có rồi nha. Nó là trừ 1, 1 với lại là 2. Được chưa? Hai đồ thị nhé. Một là Fx nè, thằng này là trừ cho gx nè, bằng, ổn chưa? A của chúng ta là 1, ổn không? A là 1. Rồi, g là hàm bậc 2 thôi, nó ảnh hưởng đến A. A là 1 nhân x trừ nghiệm thứ nhất, x trừ nghiệm thứ hai và x trừ nghiệm thứ ba, được chưa? X cộng 1, x trừ 1 và x trừ 2. Vậy yêu cầu là tính diện tích. S sẽ bằng tích phân từ thằng nhỏ nhất tới thằng lớn nhất trừ trừ của Fx trừ gửi. Đó, rất ngắn gọn. Có rất nhiều cách làm, tìm ABC, tìm hàm bậc, tìm hàm F, tìm hàm G, nhưng mà mệt. Thầy hay làm theo kiểu này nhất, và thầy thấy nó là ngắn nhất á. Bao ngắn luôn. Nãy giờ có làm gì đâu, đúng không? Nãy giờ có làm gì đâu. X cộng 1, X trừ 1, X trừ 2, từ trừ 1 đến 2. À, 3.083333 store thì được không nhé? Store trừ không được. 3.08. Rồi chúng ta rảnh này đúng không? Bấm đi, bấm đi. Bấm khi nào mệt thì nghỉ nha. 37.12. Rồi 3 câu nữa là xong rồi. Số nghiệm nguyên của bất phương trình nó chỉ có là 3, 4, 5, 6 thôi. Thì câu này thì bấm máy tính nha. Thầy chỉ làm cái điều kiện sơ sơ chỗ này thôi. X cộng 7 lớn hơn 0 thì x nó sẽ lớn hơn trừ trừ 7 nha. Thầy làm điều kiện đó thôi, thầy bấm máy thôi. Tại vì thằng này luôn dương rồi mà. Thầy đang nói cái thằng thằng căn á, chứ không phải nói thằng trong căn đâu nha. X cộng 7 lớn hơn 0. Đây không phải là điều kiện của bài toán đâu nha, đây là điều kiện sơ sơ để bấm máy, hiểu không? Hiểu điều kiện sơ sơ không? Điều kiện xương xương á. Menu 8, tại vì nó ít nghiệp quá, nhiều thì còn làm cho ít quá. Bấm máy cho nhanh. 1 trừ logarit cơ 3 alpha x cộng 7 nhân với lại là căn, nhân đi cho không mất con nó báo lỗi, căn của 2 nhân 4 mũ x cộng 1 trừ 17 nhân 2 mũ x cộng 2 được chưa, bằng lớn hơn trừ 7 thì thầy bắt đầu là trừ 6 nhé, được chưa, và kết thúc ở 25 đi, máy này nó chạy được 30 số và bước là 1, không lỗi phạm vi. Như vậy là bắt kết thúc ở 24 thôi,
vẫn lỗi phạm vi, tham quá. Nhà trừ 6 là 20 thôi. Rồi chúng ta chỉ đếm lớn hơn bằng 0 thôi nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, âm rồi. Càng về sau càng âm, thấy không? Chỉ có 5 số thôi. Câu A 48A. Rồi 49, 50. Nhìn hai câu này thì chắc chắn câu 50 dễ hơn. Thôi nhưng mà lỡ rồi, làm theo thứ tự đây cho bạn dễ học. Câu 49 thì chúng ta sẽ đưa về hàm đặc trưng, gần như là vậy rồi. Ba mẫu y bình, nó chỉ có hai ẩn thôi mà, chia cho ba mẫu x trừ 2y, a mũ m trừ n bằng a mũ m chia a mũ n, biến bằng. Thằng này thì cũng để là đưa về cơ số y nhé, log này b trị x trừ 2y, ô sao nó dễ nhỉ, chia cho log này b even cộng 3. Đấy, ra hàm đặc trưng rồi đấy. À, thằng này là dương, thằng này dương, thằng này log này b cộng 3 thì lớn hơn, chắc chắn lớn không rồi, được không? Log này b 3 mà, lớn hơn log này b 3, thằng này lớn log này b 3, trị thì luôn lớn bằng 0, vì bấm từ log này b 3 này, log này b của 3 đó, chắc chắn lớn không rồi, cho nên nhân chéo thoải mái nhé. Tương đương 3 mũ y bình, ra hàm đặc trưng rồi đó, y bình cộng 3 bé hơn hoặc bằng 3 mũ trị x trừ 2y, log này b trị x trừ 2y cộng 3, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ xét hàm số fx thì nó là 3 mũ x nhân log này b, thằng này đóng vai trò là x nữa, x cộng 3, được không? 3 mũ x log này b x cộng 3, 3 mũ u log này b u cộng 3, 3 mũ v log này b v cộng 3. Và điều kiện của chúng ta là rõ ràng là thằng x nó là cái trị, với là nó có y bình, thì với x là phải lớn hơn hoặc bằng 0 nha, x lớn bằng 0, trị với bình là lớn bằng 0. Rồi đạo hàm nó đi, bằng 3 mũ x nhân log này b 3 log này b x cộng 3 cộng 3 mũ x nhân log này b u là u phải chia u x cộng 3. À, thằng này lúc nãy nói rồi, x lớn 0 này lớn 3, thằng này dương rồi nè, x lớn 0 cộng 3, thằng này chắc chắn dương, cho nên thằng này đồng biến, được không? Đồng biến thì chúng ta sẽ có gì, f của y bình, f u, f y bình, chỗ nào có chữ x thì thay bằng chữ y bình, bé hơn hoặc bằng là f của v là f của trị, tương đương y bình biến bằng trị x trừ 2y, được không? Rồi có bao nhiêu, bây giờ khó, khúc trên là dễ, bây giờ khúc tới đây, có bao nhiêu giá trị nguyên của x sao cho ứng với một x có 5y, ứng với một x có 5y. Rồi khó rồi, chúng ta sẽ đưa về phương trình trị nhé. Nhắc lại này, trị a lớn bằng b, tương đương a lớn hơn hoặc bằng b, hoặc a biến bằng trừ b, nhớ là hoặc nhé, tương đương x trừ 2y lớn hơn hoặc bằng y bình, và x trừ 2y biến hơn bằng trừ y bình. Và tất nhiên là có bao nhiêu số nguyên x thì cô lập x rồi, x sẽ lớn bằng y bình cộng 2y, và x sẽ biến bằng trừ y bình cộng 2y. Có bao nhiêu số nguyên x sao cho có đúng 5y, mỗi con x là 5y, thì giống như là có bao nhiêu số nguyên m vậy đó. Bây giờ để cho thân thuộc và gần gũi, ta sẽ đặt lại nghe, x là m và y là x, được không?
có bao nhiêu số nguyên m sao cho có đúng 5 nghiệm x. Hiểu không? Cho dễ nhìn nha. Thì khi đó thằng này nó sẽ ra là m lớn hơn hoặc bằng x bình cộng 2x, và m sẽ nhỏ hơn bằng trừ x bình cộng x bình cộng 2. Đấy. Cho nó dễ nhìn nha. Có bao nhiêu số nguyên m sao cho ứng với mỗi m có 5 nghiệm x. Đó, dễ không? Dễ hơn. Dễ hơn thôi chứ không phải dễ không. Các bạn cứ x với a rồi bạn cảm thấy rất là bối rối. Rồi giờ vẽ hàng này ra. Đầu tiên là x với y. Vẽ parabola thì nó 5 điểm nghe. À, thằng này là trừ b chia 2a, trừ 2 chia 2 là trừ 1. Lớn hơn trừ 1 thì là 0, 1. Nhỏ hơn trừ 1 là trừ 2, trừ 3. Còn bao nhiêu thì lát điền sau. Cái thứ hai x a cũng lấy 5 điểm nhé. Parabola về nguyên tắc là 5 điểm. Trừ b chia 2a, trừ 2 chia cho trừ 2 là 1. Lớn 1 là 2, 3. Nhỏ 1 là 0, trừ 1. Và bấm máy thôi. Bấm table cho nhanh nhé. Menu 8 à. X bình cộng 2 em phải x bằng, bắt đầu là trừ 3, kết thúc là 1. Và bước là 1, số nguyên mà. 3, 0, trừ 1, 0. Nó đối xứng á. 3, 0, trừ 1, 0, 3. Hai này giống nhau, hai này giống nhau. Rồi tiếp theo, để quay lại cái thằng ban đầu thì AC nó là trừ phải không? Rồi. Bắt đầu là trừ 1. Kết thúc ở 3. Và bước vẫn là 1. Trừ 3. 0. 1. 0 và trừ 3. Rồi vẽ cho biết làm sao ha. Vẽ ra. Một cái quay lên, một cái quay xuống à. Cứ mỗi cái gạch này là một đơn vị nhé. Rồi, cứ một cái gạch này là một đơn vị. Đầu tiên, đây parabola đây, nhớ đem theo đủ đồ đi thi nha. Khi cần thiết có cái mà xài. Đầu tiên là trừ 1, trừ 1. 0, 0. Trừ 2, 0. 1, 3. Trừ 3, 3. Rồi, cái parabola đầu tiên. Tiếp theo cái parabola thứ hai thì sẽ đi góc đỏ nhé. Cho nó dễ nhìn. 1, 1. 2, 0. 0, 0. À, hai này tiếp xúc nhau à. À, trừ 1, trừ 3. Trừ 1, trừ 3. Và 3, trừ 3. Hai cái parabola này tiếp xúc nhau. Rồi,
M là đường thẳng nằm ngang nhé. Được không? M là nằm ngang. Ổn không? M nằm ngang. Thầy ghi số vào đây cho nó dễ hiểu. 1, 2, 3, 4, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, 1, 2, 3, 4, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4. Rồi. M đường thẳng nằm ngang nhé. Vậy thằng đây là M lớn hơn hoặc bằng là lấy ở trên. Được không? Lấy khúc trên thôi. M lớn bằng là M nằm trên á. Được chưa? Là M phải nằm trên đồ thị nhé. Hiểu không ta? Là M ở trên. Nghe. Là M phải ở trên, được chưa? Còn thằng đây là M bén bằng là lấy M ở dưới. Ổn không? Phân biệt thằng này B1 và thằng này B2. Thằng này là M lấy ở trên nghe, thằng này M lấy ở dưới. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi nè. M giờ chúng ta cho đi từ dưới đi lên đi. Nằm ở ngoài đây. Ví dụ nằm đây. Không có cái bút chì nữa hay nha. Tao vẽ đường nét đất qua đi. Vẽ sơ sơ qua thôi. Như vậy là có máy nghiệm. Cái đây là màu đỏ nè. Bây giờ chúng ta xem cái màu đỏ trước. Cái màu đỏ là M phải nằm dưới nhé. Được không? Cái màu đỏ là M phải nằm dưới. M nằm dưới, đồ thị nằm trên. Thì chúng ta lấy được khúc này. Có mấy nghiệm. Thì nó sẽ có là trừ 1 nè. Đồ này. Lấy ít nhé. Nghiệm là vừa vào trục ít này nhé. Đây là nghiệm nè. Nghiệm là vừa trục ít nghe. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Như vậy đủ 5. Nhưng mà lỡ mà nó ra 7 thì sao? 6 rồi 7 ha. Cho nên chúng ta phải tính thêm cái thằng 4 nữa. Tính thêm cái thằng 4 này nữa. Nghe, tính thêm thằng 4 này nữa. Bốn thì ra trừ tám. Bốn thì ra trừ tám. Bốn thì ra dưới đây là trừ tám. Đâu đó trừ tám dưới đây nghe. Bốn thì ra trừ tám nghe. Rồi hiểu không ta? Rồi như vậy phải xét cái thằng khúc dưới đây được không? Như vậy đầu tiên là 4 ra trừ 8 nhé, 4 ra trừ 8 đây. Rồi, đầu tiên là M nhỏ hơn hoặc bằng trừ 8. Khi M nhỏ bằng trừ 8, dưới đây, bằng trừ 8 cũng được nhé. Được chưa? Thì khi đó chúng ta sẽ lấy cái phần màu đỏ là M ở dưới, đồ thị ở trên. M ở dưới, đồ thị ở trên. Này, M ở dưới nghe. M ở dưới, đồ thị thì ở trên. Thì chúng ta sẽ lấy là trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4. Là lấy 7 nghiệm lần. 7 nghiệm. Để chơi 7 nghiệm. Cộng với. Nhưng mà 7 mà cộng với cái gì đó thì cũng phải lớn hơn. Chắc chắn là lớn 5 rồi. Trên thằng này loại này. Yêu cầu đúng 5 nghiệm thôi nghe. Yêu cầu đúng 5 nghiệm thôi. Rồi, thì khó, chỗ này khó. Trường hợp tiếp theo là cho nó đụng vô đây. Đụng vô đây thì nó có một cái con quan trọng, đó là con trừ 3. Con trừ 3. Nghe con trừ 3. Như thế này. Phần màu đỏ thì chúng ta vẫn lấy ở trên nhé. Phần màu đỏ thì lấy ở trên nha. Được chưa? Thầy ghi đỏ lấy trên đây. Đỏ lấy trên. Cho nó dễ. Đỏ lấy trên. Còn xanh thì lấy dưới. Được không? Đồ thị màu đỏ thì lấy ở trên, còn đồ thị xanh thì lấy dưới. Như vậy là như thế này. Thì chúng ta sẽ có là đỏ thì lấy trên nha. Đỏ thì lấy trên khúc này. Như vậy chúng ta sẽ lấy từ cái con trừ 1, 0,
1, 2, 3 là đủ, đủ 5 nghiệm. Được chưa? Như vậy thầy xét cái tình huống là M nó sẽ lớn hơn trừ 8 và nó bé hơn bằng trừ 3. Biến bằng trừ 3. Con này nè. Biến bằng trừ 3 để làm gì? Biến bằng trừ 3 để nó lấy 1, 2, 3, 4, 5 nghiệm nè. Được chưa? Ổn không? Được chưa? Khi nó bằng vô trừ 3 thì nó vẫn lấy nhé. Khi nó bằng vô trừ 3 thì nó vẫn lấy 5 nghiệm. Còn màu xanh thì chúng ta lấy dưới. Màu xanh thì chúng ta lấy dưới M. M là này nhé. M là đây. M là đây. Màu xanh thì chúng ta lấy dưới M. Nhưng mà dưới M thì không có nào dưới hết. Nghe. Đều nằm trên M hết. Cho nên thằng này là 0. 5 cộng 0 là 5. Thầy kêu tính tổng số nghiệm đúng không? Tính tổng số nghiệm. Đây là hoặc nhé. Hoặc là lấy hết. Hoặc là lấy hết. Lấy nghiệm ở trên cộng với lấy nghiệm ở dưới. Hoặc là lấy hết nha. Như vậy thằng này nhận này. Đó. Rồi, trường hợp tiếp theo là M của thầy. Chắc chắn là phải lớn hơn trừ 3 rồi. M lớn hơn trừ 3. Bây giờ nó tới cái thằng thằng vị trí này đây. Nghe. Tới vị trí này. Được không? Tới vị trí đó là trừ 1. Biến bằng trừ 1. Đây. Đỏ thì lấy trên nhé. Lớn hơn trừ 3. Lớn hơn trừ 3. Và lớn hơn trừ 3. Và bé hơn trừ 1. Là vị trí này. Thì chúng ta sẽ lấy được 3 nghiệm. 1, 2, 3. Thấy không? Khúc này nè. Lấy được 3 nghiệm. 3 nghiệm đó là 0, 1, 2 là 3 nghiệm. Được chưa? 3 nghiệm. Ổn không? 3 nghiệm. Nhưng biến bằng trừ 1 thì màu xanh thì vẫn lấy dưới nhé. Màu xanh lấy dưới, dưới cái đường M nhé. Thì thằng đây nó không có đủ 2 đâu. Được không? Ít hơn 2. Thằng đây là chỉ giỏi lắm là 1 thôi. Được không? Tối đa là 1 thôi. Thì nó vẫn bé hơn. Biến 5. Chính thằng này loại. Được chưa? Loại. Tình huống tiếp theo là M lớn hơn trừ 1 và biến 0. Nha, số 0 tiếp xúc thì thầy không có để đâu nghe. Lớn hơn trừ 1 biến 0 là chỗ này. Đấy, lớn hơn trừ 1 biến 0. Đỏ thì lấy trên nhé. Đỏ thì lấy trên. Nghe. Lưu ý. Đỏ thì lấy trên. Lấy phần này. Thì thằng này ra 1, 2, 3 nghiệm. Được không? 1, 2, 3. Đúng chưa? Đỏ lấy trên. Còn xanh thì lấy dưới. Lấy dưới thì cái khúc dưới đây nè. Khúc dưới đây. Thì nó chỉ ra 1 nghiệm là trừ. Trừ 1 thôi. Cái này là 3 cộng 1 là bằng 4. Loại luôn. Được chưa? Tiếp theo là cho M bằng 0. Khi M bằng 0 là cái đường chỗ này. Đỏ thì lấy trên, lấy khúc này. Thì nó ra 3 nghiệm. 0, 1, 2. Còn xanh lấy dưới. Thì nó cũng sẽ ra 3 nghiệm. Trừ 2, trừ 1, 0. 3 cộng 3 là 6. Nhưng mà nghiệm 0 là trùng lại. Nhưng mà tất cả 5 nghiệm thôi. Được không? Được 5 nghiệm. Cho nên là này nhận. Ổn không? 5 nghiệm là nhận nhé. Rồi tiếp theo là cho M lớn hơn. Lớn 0, bé hơn. Biến 1. M lớn 0, biến 1. M lớn 0, biến 1. Thì màu đỏ của thầy là lấy trên nhé. Màu đỏ là lấy trên. M lớn 0, biến 1. Màu đỏ lấy trên là chỉ có lấy 1 nghiệm này thôi. Nghe lấy nghiệm nghiêng thôi mà. Lấy 1 nghiệm này thôi. Còn màu xanh thì nó lấy 3 nghiệm, trừ 2, trừ 1, 0. Như vậy nó là 1 cộng 3, bằng 4. Này loại luôn. Được chưa? Tình huống tiếp theo là cho M lớn bằng 1. M lớn bằng 1 rồi nhỏ hơn. Thì nhỏ hơn mấy? Thì tất nhiên chúng ta sẽ cho nó nhỏ hơn số 3 này rồi. Được chưa? Lớn bằng 1, nhỏ hơn. Nhỏ hơn 3. Lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn 3. Đây. Vị trí này đây. Vị trí này thì đỏ thì lấy trên. Như vậy đỏ không còn trên nữa. Thì đỏ là 0. Còn xanh thì lấy dưới là lấy khúc này. Lấy khúc này thì chúng ta chỉ lấy trừ 2, trừ 1, 0. Trừ 2, trừ 1, 0. Ổn không? Thì thằng này cũng loại luôn.
không có đủ. Tiếp theo M sẽ lớn bằng 3 và nhỏ hơn, lớn hơn bằng 3. Giờ lấy thêm một con nữa nhé, lấy thêm một con nữa để cho nó ra 7 nghiệm á, con 2. Hai thì ra 8. Hai thì ra 8. 8. Và 2 thì ra 8 nha. M lớn bằng 3 nhỏ hơn, nhỏ hơn 8. Lớn bằng 3 nhỏ hơn 8 là chỗ này, ví dụ chỗ này đi. Hay lớn 3 phải nhỏ hơn 8 nhé. Rồi. Chỗ này thì màu đỏ lấy trên là không, là màu đỏ là không nghiệm rồi, xanh lấy dưới. Xanh lấy dưới thì chúng ta lấy từ trừ 3 này. Trừ 3, trừ 2. Được không? Trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1 và 2. Được chưa? Biến bằng 8 mà. À, biến bằng 8 mới đúng thôi. Được không? Biến bằng 8. Tại vì khi mà nó bé hơn hoặc bằng 8, bằng 8 thì nó tới lấy tới, nó phải biến 8 nhé, biến 8. Khi biến 8 á, thì chúng ta chỉ lấy là 1, 2, 3, 4, 5 thôi nha. Được chưa? Được chưa? Thằng này nhận nè. Và tình huống cuối cùng là M lớn bằng 8. M bằng 8 là nó đã 7 rồi. Được chưa? Lớn hơn nữa thì nó sẽ lớn 7. Ổn không? Được chưa? Tại vì khi M mà bằng 8 á, thì nó sẽ lấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thêm cái thằng trừ 4 nữa là 7, yêu cầu 5 thôi. Tóm lại là chúng ta rất khó, đúng không? Là chúng ta sẽ lấy từ à, 3 đến 8 này là 3, 4, 5, 6, 7. Rồi trừ 8, trừ 8 đến trừ 3 là trừ 3 đến trừ 7. Rồi thêm 0 nữa. 1 2 3 4 5, 1 2 4 5. 5 với 5 là 10, thêm 0 là 10, 11. À, bạn này bạn có thể xem lại thêm nha. Khá khó ở phần bình luận đúng không? 11 con. Như vậy đi. À, ta đến câu cuối cùng trước khi đi ngủ. Đó là câu 50. Trong không gian với hệ trục OXYZ, viết phương trình mặt phẳng P đi qua hai điểm AB, đồng thời các tia OX, OA lần lượt tại M và N. MN không trùng với góc tọa độ, thỏa mãn. OM bằng 2ON nhé. Được không? OM bằng 2ON. Có nghĩa là OM gấp đôi. Thì cái phương trình mặt trắng của mình nó phải có dạng như thế này nè. X chia cho 2A cộng Y chia B. Và cộng chia cho 2A cho A chứ. Cộng Z chia C bằng 1. Hiểu không? Được không? OM gấp đôi mà. Cái thằng này gấp đôi thằng này nè. A gấp đôi B. Đây là các T nhé. T nè. Được chưa? A gấp đôi B là được. Hiểu không? Còn C thì không ảnh hưởng gì hết. M nè, OM bằng 2 lần UN thì A sẽ bằng với 2B. A gấp đôi B là đây 2A thì đây là A. Rồi chúng ta chỉ cần loại trừ đáp án là được. Đây là câu này dễ. Chia chuyển qua là 4 chia 4 nhé. Chia 4 thì thằng này là x chia 2 cộng 3y chia 2. Nhưng mà thằng này loại này. Sang câu B. Câu B thì là chia 6 nhé. Trừ 6 chuyển thành 6. Chia 6 là 3 chia 6 là x chia 6, x chia 2 cộng y chia 6. Thằng này bỏ luôn. Tiếp theo sang câu C. Trừ 2 chuyển thành cộng 2 nhé. Chia 2 xuống là x chia 2 cộng 2 chia 2 là 1, y chia 1. Như vậy câu này có vị đúng nè. Câu này có vị đúng. Thỏi này là được. Nghe thỏi này là được. Rồi bây giờ chỉ cần kiểm tra đi qua thằng này nữa là xong. Đúng không? Đi qua hai điểm AB đồng thời cắt tia OX, OA lần lượt tại M và N. Thỏa mãn. Nhưng mà điều kiện này kiểm tra rồi. Bây giờ kiểm tra thằng đi qua điểm 1, 1, 1 nữa.
11 là 3, 3 trừ cho 3 là 0, đúng rồi. 0, 2, 2, 0, 2 nhân 2 là 4, 4 trừ 2 là 2, hay chưa? Như vậy câu này đúng. À, như vậy câu 50 rất dễ bằng cách làm gì? Loại trừ đáp án hả? Loại trừ đáp án. Được chưa? Như vậy là hôm nay thầy đã giúp cho các em hoàn thành xong 50 câu của đề Vĩnh Phúc. Nếu các bạn cảm thấy video nào hay và giúp ích cho chúng ta trong quá trình luyện thi, hãy cho thầy lượt bình luận cũng như đăng ký kênh, giúp cho thầy ra cái video sau tốt hơn. À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Nhớ like và đăng ký kênh nhé.